Trần Hưng Đạo là vị tướng lừng danh lịch sử thế giới với 3 lần đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh. Người đời tôn ông là Vĩ Nhân, là trang anh hùng hào kiệt trong lịch sử dân tộc. Quả thực là như vậy, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã gác lại thủ cha để chuyên tâm phò tá triều đình nhà Trần 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông và bảo vệ đất nước. Trần Hưng Đạo, tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của Khâm Minh đại vương Trần Liễu. Chú ruột của Trần Quốc Tuấn chính là vua Trần Thái Tông, tên thật là Trần Cảnh. Ông sinh ra đã mang dòng máu hoàng gia, nhưng hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ của ông lại vô cùng phức tạp. Khi ấy, Thái sư Khái Quốc nhà Trần là Trần Thủ Độ vô cùng lo lắng khi vua Trần Thái Tông là Trần Cảnh lên ngôi đã lâu mà chưa có con. Vì vậy, Trần Thủ Độ đã ép Trần Liễu phải nhường vợ lại cho em trai để Trần Thái Tông có con nối dõi. Dù ngay lúc đó, Thuận Thiên công chúa đang mang thai con của Trần Liễu được 3 tháng, rồi Trần Thủ Độ cho phế ngôi hoàng hậu của Lý Chiêu Hoàng, lập công chúa Thuận Thiên lên thay. Như vậy, khác gì là Trần Liễu vừa mất vợ, vừa mất con phải không? Quá tức giận, Trần Liễu tập hợp quân làm loạn ở sông Cái, nhưng cuối cùng lại không thành, rơi vào thất thế. Trần Thủ Độ muốn giết người phòng hậu họa, nhưng vua Thái Tông lại thương anh và tha tội chết. Nhưng cũng từ đó, Trần Liễu không nguôi hậm hực, không phục cho nên đi khắp nơi, tìm thầy giỏi, người tài dạy võ công, lễ giáo và văn chương cho con trai là Trần Quốc Tuấn, với mong muốn là sau này, con trai của ông sẽ thành người thập toàn thập mỹ, văn võ song toàn, có đủ phẩm chất để trả thù cho cha. Sau này, khi Trần Liễu ốm bệnh, sắp gần đất xa trời, ông gọi Trần Quốc Tuấn lại gần và căn dặn, con không vì cha lấy được thiên hạ, thì người cha này dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt. Trước lời chăn trối của cha, dĩ nhiên Trần Quốc Tuấn cũng phải thơ vâng, nhưng trong lòng ông thì không cho việc trả thù đó là chuyện nên làm. Nhưng quả thực, mối thù từ đời cha để lại khiến Trần Quốc Tuấn bị người đời đồn đoán và nghi kỵ rất nhiều. Từ thuở nhỏ, ông đã có tướng mạo phi thường, thông minh hơn người, được rèn đúc kỹ càng, ai cũng khen là bậc kỳ tài, ngày sau ắt kinh bàng tế thế. Lớn lên, Trần Quốc Tuấn lại càng thông minh xuất chúng, đọc rộng hiểu nhiều, văn võ song toàn, luôn một mực giữ tấm lòng trung thành, sát son không đổi với vua Trần, bất kể là lời bàn tán hay hiểm nghi của mọi người. Chuyện kể rằng, có lần ông cùng vua Trần Nhân Tông đi dạo, biết có kẻ nhòm ngó việc ông cầm gậy có bịt sắt đi cạnh vua, Trần Quốc Tuấn liền bẻ đôi cây gậy rồi bỏ đi. Chỉ một hành động nhỏ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhưng chính điều này lại khiến cho những lời gièm pha tự động biến mất. Trần Quốc Tuấn gạt đi thù riêng, hết lòng phụng sự tổ quốc, cống hiến cho đất nước. Ông là một vị tướng tài ba, nhà quân sự lỗi lạc, là người khai sinh khai sáng nền khoa học quân sự nước nhà. Trước thời Trần, mọi tướng lĩnh của các triều đại nước Việt ta đều theo các bộ binh thư của Trung Hoa. Trần Quốc Tuấn lập tức biên soạn ra binh thư yếu lược, khai sinh ra một nền khoa học quân sự thuần Việt, đậm nét nghệ thuật và khoa học cầm quân mang bản sắc dân tộc. Ngoài ra, ông còn biên soạn Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư để dạy cho binh lính của mình. Hay với bài thơ Dụ Trư Tỷ Tướng Hịch Văn, hay còn gọi là Hịch Tướng Sĩ, cũng do Trần Quốc Tuấn soạn với chất giọng văn thắm thiết và hùng hồn. Khi đề ra hình mẫu lý tưởng của người làm tướng, Trần Quốc Tuấn cũng xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa. Lòng trắc ẩn và tình yêu thương theo ông mới đúng là mục đích cao cả nhất của đời binh nghiệp. Dù là binh sĩ hay đại tướng đều phải thấu suốt cái chính nghĩa này. Quả thực, trong sự nghiệp hiển hách của nhà Trần, một trong những triều đại mạnh nhất lịch sử nước ta, thì Trần Quốc Tuấn có vai trò đặc biệt quan trọng. Ông là người có đạo đức tiêu biểu của một vị chủ tướng, luôn nêu tấm gương sáng ngời về lòng trung nghĩa, tinh thần biết dựa vào sức mạnh của nhân dân trong cả nước, biết gạt bỏ hiềm khích riêng tư, luôn lấy đại nghĩa làm trọng để đoàn kết tôn nhất, triều đình và tướng lĩnh, nêu cao tinh thần quyết chiến, không sợ kẻ thù hung bạo. Trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, ông đã huấn luyện quân đội ngày càng tinh nhuệ và chủ trương của Trần Hưng Đạo là một chủ trương rất tiến bộ mà giá trị câu nói của ông lúc sinh thời vẫn còn bất diệt với non sông. Đó chính là binh quý hổ tinh, bất quý hổ đa, nghĩa là binh quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải là ở số đông. Tương truyền, Trần Quốc Tuấn từng mang lời chăn trối của cha mình để thử lòng các con trai của ông cùng các tướng như là Yết Kiêu và Giả Tượng. Khi đó, không ai tán đồng việc trả thù ngoại trừ một người con của ông tên là Trần Quốc Tảng. Đến người ngoài còn biết trung nghĩa trái phải, vậy mà con ruột lại có ý đồ bất chính. Trần Quốc Tuấn tức giận vì ý định muốn tranh ngôi đoạt vị của Quốc Tảng. Ông mắng là đồ vong ân bội nghĩa, rồi từ mặt đuổi đi, mãi mãi không cho trở về gia tộc. Hưng Đạo đại vương, cả một đời vì đất nước, trung thành với vua Trần cho đến tận hơi thở cuối cùng. Năm 1300, trước lúc lâm chung, Trần Quốc Tuấn đã dâng lên vua Trần Anh Tông kế sách giữ nước. Ông viết rằng, nếu thấy quân giặc tràn sang như gió như lửa, thì thế giặc có thể dễ dàng chống cự được. Nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần như tầm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì ta phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế chuyển biến như người đánh cờ, tùy thời cơ mà ứng biến cho đúng. Phải làm thế nào để thu hút được binh sĩ như cha con một nhà thì mới có thể dùng để chiến thắng được.
phải khoan thư sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. Sau khi Trần Hưng Đạo vương mất, triều đình Đại Việt phong tặng ông là Thái sư Thượng phụ Thượng quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi. Song nổi tiếng hơn cả là khu di tích Đền Trần Nam Định. Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Dù ông đã không còn, nhưng những giá trị về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc được truyền lại đến mãi đời sau. Trần Hưng Đạo quả là một vị anh hùng dân tộc vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Với tài năng và phẩm chất xuất sắc, Trần Quốc Tuấn đã gạt thù nhà để trả nợ nước, góp phần lớn cho sự phát triển của đất nước và để lại những di sản vô giá cho thế hệ mai sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.